Chiều ngày 4 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã tìm thấy Quy, 29 tuổi, trường hợp F0 đã bỏ trốn khỏi khu điều trị trên xe khách tuyến Mỹ Đình, Hà Giang. Trước đó vào ngày 29 tháng 6, Quy được làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Quy được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 110 tại thành phố Bắc Giang. Đến 2 giờ sáng 38 phút ngày 4 tháng 7, bệnh nhân trèo tường rào phía sau để trốn khỏi khu điều trị rồi bắt xe khách về quê. Hiện, đối tượng Quy đang được đưa về Bắc Giang để tiếp tục điều trị COVID-19. Ngày 3 tháng 7, tại khu vực đường Vành Đai vào mốc biên giới 886 thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Tuyên, sinh năm 1993, trú tại xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 3 bánh heroin. Tuyên khai nhận được một người thuê vận chuyển số ma túy trên đến khu vực mốc 886 để bán cho người Trung Quốc. Sáng ngày 4 tháng 7, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án nữ chủ quán cà phê võng tử vong trong đêm. Trước đó, vào đêm ngày 3 tháng 7, người dân sống tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An nghe tiếng la hét thất thanh tại quán cà phê võng do vợ chồng ông M, 44 tuổi và bà L, 33 tuổi làm chủ. Khi mọi người đến thì phát hiện bà L đã tử vong với nhiều vết thương, còn ông M vẫn cầm con dao dính máu trên tay. Theo người nhà nạn nhân, thời gian gần đây, vợ chồng ông M thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 3 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trường Tiến, sinh năm 1984, để điều tra về hành vi hiếp dâm. Sáng ngày 18 tháng 6, Tiến đến nhà chị N chơi. Khi chị N đi chợ, nảy sinh dục vọng với hai con gái của chị, Tiến cầm dao uy hiếp nạn nhân, giở trò cưỡng hiếp. May mắn, hai thiếu nữ đã lấy con dao từ tay Tiến, bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Sự việc bị bại lộ, Tiến liền bỏ trốn. Đến ngày 20 tháng 6, Tiến đã ra đầu thú tại cơ quan công an.